Chúc đại gia đình chúng ta an lạc vậy. Ai vậy đâu vào. Bây giờ đạo tràng chúng ta mọc lên khắp nơi nơi. Một buổi sáng vậy thôi mà mấy ngàn cái đạo tràng tịnh độ cư sĩ đang tu tập trung. Chúng ta mỗi người phát một cái nguyện gì mình thấy vui lắm. Giống như nơi nào mình ở niệm Phật, nơi nào mình đến thì mình phát nguyện là tương lai nơi đó là một đạo tràng tịnh độ cư sĩ lớn mạnh. Bây giờ gọi là một mình gọi là tiểu đạo tràng đi. Tương lai là đại đạo tràng. Bất cứ nơi nào mình niệm Phật, nơi đó tương lai là đại đạo tràng. Vì cái pháp môn niệm Phật này là pháp môn mà Phật nói rằng là thời kỳ mạt pháp là chúng sanh được nhờ rất lớn. Mà từ đây cho đến khi giáo pháp Đức Phật diệt tận thì còn hơn 9.000 năm. Vậy thì bây giờ chúng ta gieo duyên ngay nơi mình tu tập, ngay nơi mình niệm Phật, phát nguyện nơi này tương lai trở thành một đại đạo tràng tịnh độ cư sĩ cho chúng sanh được nhờ. Nếu như mấy ngàn cái đạo tràng này mỗi ngày tu tập niệm Phật tại gia đình mà tương lai đều là những đạo tràng tịnh độ hết, toàn là đạo tràng lớn không, thì vì nghĩ rằng chúng sanh nhờ biết nhiêu nữa. Vậy thì đúng là tịnh độ thù thắng, tịnh độ lợi ích cho chúng sanh. Tuy sanh trong thời mạt pháp nhưng chúng ta lại sống trong chánh pháp. Ví dụ như mỗi nơi phước tịnh đến tu tập đi, phát nguyện rằng là tương lai nơi này là đại đạo tràng tịnh độ. Khi đời mình giáng sanh về cực lạc xong mình trở lại nơi đó mình hình thành, đó là đại đạo tràng tịnh độ. Bây giờ một mình tại gia đình mình niệm Phật thì mình phát nguyện nơi đó tương lai là đại đạo tràng tịnh độ khi mình về cực lạc trở lại. Nghĩa là điều là như vậy thì phù hợp vào lời nói của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Ngài đã từng nói rằng tương lai hàng cư sĩ thành tựu rất nhiều. Hàng cư sĩ thành tựu rất nhiều về pháp môn tịnh độ này. Bởi vì nhìn thấy cũng rõ ràng rồi đó. Thì để ý đi. À. Nên những đức mà khi bước ra làm cư sĩ là thật sự đúng mùa. Đúng mùa cư sĩ thành tựu. Nghĩa là những đức khi xuất gia cũng là đúng mùa, mà khi trở thành cư sĩ cũng đúng mùa. Đúng là Phật sắp xếp. Quý vị ngồi suy nghĩ kỹ, đúng, suy nghĩ ra liền em có gì chứ. Thấy cái thời mà mùa dịch bệnh, thấy không, đa bằng có ai mà đem cái pháp mà an tâm cho vị đâu. Mà lúc đó những đức giảng bình thường, ngày nào cũng hai bài chia sẻ câu A Di Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Quý vị vẫn thấy những đức là đồng hành đúng không? Cái mùa dịch bệnh đó quý vị thấy đi. Có mấy người xuất hiện cái thời đó không? Đó, rồi cái thời điểm này những đức ra làm cư sĩ cũng đúng mùa. Ở cái thời điểm này quý vị thấy Phật pháp mình bị ảnh hưởng rồi, ít có ai mà mình pháp hội này kia đồ nhiều, nhưng mà những đức vẫn đồng hành với quý vị. Mà lên thêm hai thời nữa là bốn thời luôn. Đó. Bốn thời nhắc nhở luôn, thấy không? Tăng thêm hai thờ. Lúc làm người xuất gia thì có hai thờ thôi, nhưng bây giờ mỗi ngày tu với vị năm thờ, sáu thờ, chia sẻ Phật pháp bốn thờ, nói chuyện với vị vậy còn gì nói với vị, thấy không? Nên những đức ra làm cư sĩ là đúng mùa. Nên mong rằng mỗi một người ở nơi nào niệm Phật, nơi đó là tương lai là đại đạo tràng tịnh độ khi chúng ta về cực lạc trở lại. Hoặc là nhân duyên người nào đến nơi đó là mảnh đất tịnh độ. Mảnh đất nơi đó đã gieo duyên niệm Phật rồi, nơi đó là mảnh đất tịnh độ. Thì nhớ kỹ nghe, cái nơi mà lò mổ thì mảnh đất nơi đó đã từng làm lò mổ. Cái nơi nuôi heo thì nơi đó đã từng nuôi heo. Cái nơi đó từng làm cái gì thì nơi đó hình thành ra được. Chỗ đó là nhân quả tương đồng. Còn bây giờ cái nơi này niệm Phật là cái nơi này tương lai là đại đạo tràng tịnh độ niệm Phật. Quý vị thấy cái đức này của quý vị lớn cỡ nào chưa? Cái đức này không đơn giản á. Nên phước tịnh bây giờ trách nhiệm là phải đi
chỗ này chỗ kia đi cho nhiều. Đi đến đâu là lập đạo tràng tịnh độ nơi đó. Khi mình đi qua rồi là nơi đó mỗi ngày cứ tu, lâu lâu mình ghé ngang, không nó nên đại lão và Thượng Thiên Không này nói câu nói nè: cả đời của tôi an lạc tự tại là ngay chỗ nào? Là ngay tôi không có đạo tràng, làm khách không làm chủ, nên tôi rất tự tại. Nếu như tôi làm chủ thì mệt chết người. Tại vì sao? Vì cái gì cũng kêu tôi ra để giải quyết. Bây giờ tôi làm khách thì đến đâu tôi tu xong rồi tôi đi về, nhà hư thì bị sửa, thiếu gạo thiếu nước thì bị lo. Còn tôi chỉ có trách nhiệm đến tu thôi. Nó nên đặc biệt, nó nên có nhân duyên vậy thì cố gắng. Mà nên phát nguyện lớn một chút. Nó nguyện lớn gì? Là nơi đó tương lai là đại đạo tràng tịnh độ. Nơi nào mình đã từng ở qua, nơi đó tương lai là đại đạo tràng tịnh độ. Như nhà như Đức đang ở đây, nơi này bây giờ là đại đạo tràng tịnh độ chứ gì. Vì coi bây giờ như ngồi trong cái phòng gì, nhưng mà nó phát sóng ra quá lớn quý vị. Mấy ngàn căn nhà đang tu, mà mấy ngàn căn nhà đó là bao nhiêu ngàn con người đó. Nên từ nơi đó mà, thì nơi đây hiện tại là đại đạo tràng tịnh độ mà gói gọn. Những Đức nói với quý vị, bây giờ quý vị nói mình xây một ngôi chùa là đại công đức là ngay chỗ nào? Vì nhiều người niệm Phật tu trong đó nên đại công đức. Nếu như một ngôi chùa xây lên mà không ai tu hết chứ, vậy lấy đâu đại công đức? Chúng sanh là mang đại nghiệp, tạo đại tội, nên họ đến chùa họ tu là tạm dừng, nên gọi là đại công, là đại phước, đại duyên. Thấy không? Nên từ nơi đó nếu như một cái nơi mà tạo ra mà có nhiều người tu thì đúng là phước báo vô lượng. Nếu mà họ cầu sanh cực lạc thật sự thì công đức vô lượng. Nhưng mà cái công đức đó là chính mình phải hội tụ được, bản thân mình phải gây dựng tu. Nếu như mà mình tạo ra một đạo tràng mà chỉ họ chỉ tu thôi, còn bản thân mình không tu gì hết, mình là đại phước duyên. Còn họ lo tu cầu sanh cực lạc, họ được sanh cực lạc là đại công đức. Đó, nhớ kỹ nghe. Tại ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà quý vị. Chứ đừng nói rằng là mình tạo ra cái cơ ngơi cho người ta tu lớn lao là mình sẽ được giảng sanh. Không, giảng sanh là niệm Phật mới giảng sanh. Còn tạo cơ ngơi chỉ là duyên phước mà thôi. Cái này mình phải xác thực và rõ ràng, nhớ kỹ. Ví dụ như bây giờ quý vị có một căn nhà mà có cái người niệm Phật trong đó, không đơn giản chút nào. Nếu như căn nhà đó mỗi ngày bị làm ăn gì làm ăn, nhưng mà người trong căn nhà đó được ở trong đó, mà có một người mà ngày nào họ cũng tu trong đó, thật sự quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cái từ trường trong gia đình của quý vị sẽ phát ra rất tốt. Và cái âm đức phước duyên mà con cháu quý vị hưởng nhờ đó là ảnh hưởng. Ảnh hưởng quý vị không đó. Nên từ nơi đó mà gia đình mà người chồng đi lo đi làm ăn, mà người vợ ở nhà cứ tu 4 thờ 5 thờ, đúng là gia đình này đại phước duyên. Mà có một người trong gia đình mà mỗi ngày tu tập như vậy. Quý vị nhớ kỹ nghe, không một tịnh độ này chúng ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi đó. Đời này mình mới gặp lại và tu nè. À, mà tại sao nhiều đời nhiều kiếp, mà tại sao tu rồi mà sao không đi về cực lạc đi, mà còn ngồi ở đây? Sao còn ngồi ở đây? Vì chúng ta mang cái nghiệp chướng trở ngại nhau. Chúng ta đã từng não hại và giết nhau, nên khi mình phát nguyện sanh cực lạc, mình bị sự trở ngại đó. Khi mình muốn đi thì người ta nghịch chân mình lại. Tâm quyết mình cũng chưa đầy đủ nên người ta nghịch chân mình lại. Một bên là quán thù, một bên là tình cảm. Bên là quán thù, còn bên là tình cảm buộc ràng. Đó, thấy chưa? Cái khổ của quán thù và tình cảm nó đều là khổ hết. Cái sợi dây của tình cảm nó không đơn giản đó quý vị. Có khi cái sợi dây của quán thù nó đeo đẳng nhưng mà bản thân mình muốn thoát. Nhưng sợi dây của tình cảm thì có khi mình bị buộc ràng. Có những khi quý vị thấy không? Khi mình tình cảm thương yêu một người nào, mình sẽ nói một câu có khi mà mình rất mê mờ luôn. Mình nói rằng là em sẽ hy sinh tất cả cuộc đời. Nghĩa là hy sinh hết, như thế nào em cũng chấp nhận hy sinh. Phải không? Khi nó bước vào tình cảm rồi nghe quý vị là nó sẽ mù quáng. Không phải đơn giản đâu quý vị. Quý vị nghe câu này quý vị ngồi mà suy nghĩ thật là kỹ.
Nghe không? Đừng nên dối lòng nghe. Cô bé thật lòng. Thật lòng chứ đừng mắc cỡ nghe quý vị. Quý vị thấy đã từng có những giây phút mình đã từng phát ra cái tâm. Có nghĩa là trong tình cảm đó bản thân mình chấp nhận hy sinh. Phải không? Mà sự hy sinh đó cuối cùng mình lãnh đủ cái gì? Lãnh đủ cái khổ đau về tương lai. Nhưng mà mình trong cái tình cảm mình bị tối tăm, mình sẽ chấp nhận hy sinh. Thôi bây giờ chúng ta phải mang tâm từ bi trí tuệ nè, hãy lạc lại thôi. Nó cái tình cảm trả bao giờ cho hết, thôi mình về cực lạc đi, mình trở lên mình trả sẽ xong liền. Lúc đó mình có trí tuệ, vì nên tạm dừng tình cảm lại đi. Hiểu không? Tạm dừng tình cảm lại đi để chúng ta phải sanh cực lạc rồi chúng ta sẽ trở lại. Lúc đó muốn trả gì đó trả. Bây giờ phải phát tâm cho nó mạnh nghe. Nó nên nhiều đời nhiều kiếp mình đã tu tịnh độ rồi mà mình bị quán thân trái chủ buộc ràng lôi kéo, mình bị tình cảm lôi kéo trở ngại nhau, bản thân của mình chưa đủ tâm quyết. Bây giờ những đức lấy câu này ra, chúng ta cùng học tập, chúng ta là bạn đồng tu nè, chúng ta là những hàng cư sĩ niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc, nhớ nè. Từ hôm nay niệm Phật lấy Phật A Di Đà làm trung tâm chính nhất, lấy thế giới cực lạc làm điểm chính nhất để về. Và chúng ta không nên có thần tượng nào ở trong cuộc đời này mà chỉ cảm ơn để cố gắng sanh cực lạc, chứ không có thần tượng như là ca sĩ. Nhớ nghe quý vị, những đức nói cho quý vị nghe, quý vị niệm Phật mà bữa nay chỗ này, ngày mai chỗ nọ, ngày mốt chỗ kia, bị cái thần tượng suốt luôn. Những đức chắc chắn quý vị chúng ta tiếp tục sẽ lang thang trong cái cõi ta bà nhiều khổ đau thì tiếp tục nữa, chắc chắn quý vị luôn. Nên những đức mong quý vị nếu cảm thấy quý mến những đức và cảm ơn nhiệt tình hết mình dù trong hoàn cảnh nào, cũng đồng hành quý vị để khuyên niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì quý vị nên niệm Phật sanh cực lạc, chứ đừng bao giờ cảm giác cái thần tượng giả tạm này trong cuộc đời. Những đứa ta thấy rất nhiều người bữa nay thì thần tượng người này đi theo, ngày mốt thì thần tượng người nọ đi theo, bữa kia thần tượng người kia đi theo, bữa nọ thì thần tượng người kia đi theo, cứ là vòng vòng. Còn cuối cùng quý vị thần tượng ai là chính đây? Mục tiêu quý vị niệm cái gì? Niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Mình nay thì thích người này thì thần tượng người này, ngày mai không thích người này thì thần tượng người kia. Quý vị cái kiểu đó là người ta đi về cực lạc mất tiêu rồi, quý vị còn hiu hắt cái cõi ta bà. Phải không? Bây giờ quý vị có coi những đức 15, 16 năm nay dù cỡ nào những đức cũng cứ niệm Phật à. Quý vị gặp những đức mỗi năm, năm 3, năm sau gặp lại cũng lên những đức niệm Phật. Những đức cứ nói niệm Phật hoài, những đức cứ cứ gì hoài. Thì có bao giờ quý vị thấy những đức mà thần tượng ai mà chạy trong người này người kia không? Không. Cứ niệm Phật hoài vậy đó. Trong 15, 16 năm nay những đức quen nhiều người thần tượng dữ lắm. Lang thang tứ tung lang thang luôn. Giống như đại hộ pháp vậy đó. Không có đại hộ pháp nào bằng niệm Phật sanh cực lạc đâu bạn. Bạn chỉ có gì cực lạc bạn mới là đại hộ pháp thôi. Bạn còn ở cõi ta bà này thì thật sự bạn chưa phải là đại hộ pháp. Nếu bạn là đại hộ pháp thì bạn phải là người tu hành, bạn phải là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, bạn mới làm tấm gương này nhiệt tình. Lúc trước tôi cũng tưởng là tôi hộ trì cho người niệm Phật nè, cuối cùng búng một phát văng luôn. Nếu tôi không bám chắc câu Phật hiệu, bây giờ biết tôi dân đi về đâu. Nên đúng rõ ràng, nếu mà những đức không bám câu Phật hiệu là xin thưa quý vị, những đức bây giờ là gì? Là kẻ lang thang như người không nhà. Lang thang không biết đâu là bờ bến đó quý vị. Ghê chưa? Nên chúng ta chỉ cần bám chắc câu Phật hiệu là chúng ta sẽ có bờ bến và có nơi ở. Yên tâm đi, cứ bám chắc câu Phật hiệu, đừng nên lang thang đầu này đầu nọ đầu kia đi đi tìm thần tượng của cuộc đời này. Đừng bao giờ nhìn vào hình tướng để cuối cùng chúng ta lại động tâm gọi là tôn sùng, không khéo chúng ta đi vào mù quáng. Tại vì mục tiêu chúng ta là niệm Phật cầu sanh cực lạc, chỉ cần người nào háo hức cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thì chúng ta cảm thấy cảm ơn, thấy rằng giáo pháp Đức Thế Tôn có người đi hoằng truyền, đó là điều chúng ta rất cảm ơn. Chỉ như vậy thôi, và chúng ta cũng đồng hành để niệm Phật sanh cực lạc. Nhưng Đức muốn nói điều này cho quý vị nghe, tại vì phái nữ ưa thần tượng lắm. Phái nữ là ưa thần tượng lắm.
Nên mấy bả tu thì nhiều, thiệt là nhiều, nhưng mà nếu không gặp người mà quyết tâm hướng dẫn mấy bả là cái như là mấy bả lang thang nơi này nơi nọ nơi kia tứ tung lang thang. Nên tội lắm, tội cho người nữ lắm, thương người nữ lắm. Nhìn thì dữ dằn đồ lắm, lanh lắm, nhưng mà cũng dễ bị gạt lắm. Chỉ cần dùng vài lời đường mặt thôi là dụ dỗ được rồi. Nên thôi tội nghiệp quá, đừng nên làm thế. Làm người ai làm thế. Thưa quý vị, nên bây giờ những đức nó khuyên quý vị nha, tất cả những người mà đi đầu này đầu kia đi nhiều quá, dừng chân lại đi bạn, thì bạn quyết tâm về cực lạc đi bạn. Bạn ở đâu bạn lo niệm Phật ở nơi đó, bạn làm tròn trách nhiệm của bạn đi bạn, làm tròn trách nhiệm của bạn đi. Nên bạn đừng nói cái là tôi quý mến người đó, tôi có hy sinh gì người đó, tôi trả một cái giá gì, tôi cũng quý mến người đó và tôi sẽ chịu đựng hết để giúp cho người đó thành tựu. Bạn sai rồi. Bạn không thành tựu được thì đừng nói tới cái chuyện bạn giúp cho người khác thành tựu, không có cửa đó đâu. Bạn làm cha làm mẹ người khác mà bạn không vui, bạn lấy cái gì mà con bạn vui? Vì bạn là gốc cây mà nó còn không tươi tốt, lấy đâu cành lá hoa quả mà tốt tươi hả bạn? Suy nghĩ đi, phải không? Mình là người niệm Phật mà mỗi ngày mình âu sầu buồn bã, đi đâu cũng cái mặt trầm dâm chù ụ. Một nụ cười kiếm một nụ cười kiếm không ra, một ngày kiếm một nụ cười không ra, mà cười ra một cái là kiến giác nó chạy tá lả bình và chịu thua luôn. Tại vì sao? Vì bạn dọ người á, bạn dọ người á, bạn cười bạn dọ người ta, người ta thì cười thấy dễ thương, còn bạn thì ớn quá mà không có sự an lạc gì hết, làm sao có nụ cười mà gọi là tự tại được quý vị. Nha quý vị, thấy sáng mà tu xong mà nghe cái này gì không, nó buông xuống nhiều cái gánh nặng. Sống trong cuộc đời thì theo nhân duyên mà sống, không đá đổ hoàn cảnh, nhưng biết nó là giả nhưng mà không đá, vì mình đang nương vào cái giả thân cũng giả. Mình ngon mà lấy dao mình đâm nó đi, sao làm được điều đó? Nên chúng ta biết nó là giả nhưng phải nương nó mà sống, đã nương nó mà sống thì phải bồi dưỡng cho nó để dùng nó cho phù hợp. Giống như chiếc xe nó là giả nhưng mình đi xong mình phải lao nó, mình phải đổ xăng, mình phải thay nhớt, mình phải coi chỗ nào nó bị lột gen hay lỏng ốc mình dặn lại, vì mình căng phải đi nó thì cái thân cũng dễ, hiểu không? Nó nên Đức Phật năm xưa khi tu khổ hạnh thì hiện cho chúng ta thấy khổ hạnh cỡ như Đức Phật, mà Đức Phật còn phải đổi lại cái pháp tu mà gọi là căn bản, hiểu không? Nên Đức Phật không bắt buộc mình phải khổ hạnh, nhưng Đức Phật rất tán thán việc mà con người có tâm lấy khổ làm thầy, vì mang cái thân này là còn khổ. Đức Phật biết rằng nếu mà đưa cái pháp quá khổ, chúng sanh tu không thành tựu được. Nên pháp môn tịnh độ này là từ vui đi đến vui, mà nhìn được cái vui giả tạm mà chọn cái vui mãi mãi không giả tạm, cái vui chân thật, hiểu chưa? Nên chứ không phải là mình tu tịnh độ này mà mình âu sầu ép sát, mình mặt mày bùi xù đó, không có chuyện đó. Cái nhân mỗi ngày không vui làm gì có cái quả ở cực lạc hả quý vị? Nên bây giờ chúng ta hãy gói gọn lại những cái gì buồn phiền trong cuộc đời. Bây giờ số phận mình đã nghèo rồi, bây giờ mình có buồn thì nó cũng nghèo, không? Mà mình nghèo mà mình không buồn thì chánh chán mình nó có chữ vui. Mà mình đã nghèo rồi mà chánh chán mình còn thêm chữ buồn nữa thì gọi là nghèo buồn. Thôi cái này là thế thảm quá. Thôi bây giờ bị nghe gì, thôi giờ mình nghèo, mình xấu, mình lùn, mình lé, mình hô, mình xuống, mình chấp nhận hoàn cảnh đó. Mình trong hoàn cảnh nào mình cũng có nụ cười để tương lai mình về thế giới cực lạc còn ngon hơn, đúng không? Nếu mà chồng thương thì mình sống trong hoàn cảnh chồng thương, chồng ghét thì sống trong hoàn cảnh chồng ghét, chồng đuổi thì sống trong hoàn cảnh chồng đuổi. Có nghĩa là trong hoàn cảnh nào mình cũng niệm Phật, và trong hoàn cảnh nào mình cũng phải hưng khởi cái tâm để mình sống. Chứ dạy gì mình đi sống khổ, sống khổ có được gì đâu, sống khổ ai thương mình? Hôm qua nhà Đức nói câu nói bạn và thù là ai? Là ta. Chúng ta hãy chọn đi quý vị, khổ và vui là ai? Ai cho mình? Là mình quyết định đó. Quý vị muốn khổ thì khổ, muốn vui thì vui, tỷ vị thôi. Cười cái coi. Thấy chưa? Nên vì chỉ cần cười một cái thôi là quý vị thấy cuộc đời này không còn khổ nữa liền đó, nó phải không?
Hiện tại giờ này là quý vị thấy không khổ. Một chút ra ngoài, một chút ra thấy ông chồng đứa con đi lang thang, nó kênh quý vị. Nó khổ đến rồi đó nghe. Nếu như quý vị mà không có cái nguồn năng lượng này sao chịu nổi hả quý vị? Sao chịu nổi? Đó. Nên trong cuộc đời này nó quá nhiều thứ khổ đau rồi. Mà nếu chúng ta áp dụng vô cái khổ đó nữa thì cái khổ này biết chừng nào dứt. Đó. Nên bây giờ khổ và vui là mình quyết định nha quý vị. Quyết định mạnh lên. Phải sống có nụ cười. Nụ cười của mình là lan can cho nhiều khác được cười nghe Phước Tịnh. Phước Tịnh mà tu một chút nè, hát một bài luôn cho mà thấy. Đúng không? Tôi thì nên niệm Phật xong tôi đem vào pháp chia sẻ, còn ông này ông niệm Phật xong là ông hát. Đem tịnh độ mà hát cho vị nghe được không? Đó, nên từ đó đó. Không phải duyên cũng thù thắng, đi đến đâu thấy người ta theo niệm Phật cũng đông á. Nên đó là đạo tràng tịnh độ về sau, tương lai là một đại đạo tràng lớn. Nên bây giờ nhà cửa mà cắt lên nó có cái phòng tu, vài ba người đến nhà tu là Nam Mô Di Đà Phật quá mực. Thấy người tu đến nhà niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật quá mực. Yên tâm đi quý vị, quen nhiều người tu cuối cùng quý vị không có cô đơn đâu sợ. Cái người tu không có bao giờ cô đơn chứ. Mà người tu nó có cái sự cảm ơn, không có bỏ mình đâu, đừng có lo. Nên quý vị mà vô cái đạo tràng trên không trung này là quý vị kết bạn bốn phương tu hành, mà mỗi người mỗi nhà. Thần tượng là ai với Đạo Phật là thế giới cực lạc. Mục tiêu thần tượng là ai với Đạo Phật là thế giới cực lạc. Nhớ kỹ nghe quý vị. Còn những việc thiện, việc tốt trong cuộc đời làm được thì làm, không đặt vấn đề thần tượng ai hết. Người đó có niệm Phật ta cũng niệm Phật, người đó không niệm Phật ta cũng niệm Phật. Tại vì sao? Vì mục tiêu chúng ta là sanh cực lạc chứ không phải thần tượng ở thế gian. Nhớ nghe, nhà nước hướng dẫn rất là nhiệt tình đó. Nên tôi vui tôi cũng mong quý vị vui, tôi buồn tôi cũng mong quý vị vui. Vì quý vị vui tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi sẽ vui theo. Chứ đâu phải là tôi vui thì quý vị vui, mà tôi buồn tôi cũng mong quý vị buồn, không có chuyện này đâu. Mình mà buồn mình mong người ta buồn thì bản thân mình buồn ngủ luôn á. Chứ đừng có nói chuyện giận chứ. Nghe không? Nên từ nơi đó mà mình buồn mình mong người ta vẫn vui để bản thân mình có đủ năng lực để phát triển niềm vui. Đó, mình không muốn ai phải khổ chứ gì mình á. Nghe không? Đó, nên những đứa gói gọn cái buồn khổ mau lắm. Gói gọn lại. Nghe không? Liền cái sau lưng. Tiến phía trước. Nghe không? Tiếc đói không đem cái khổ phía trước nghe không? Vì nhớ quý vị đem cái khổ phía trước thì giống như quý vị cầm một bó hoa tàn đi. Cầm một bó hoa tàn mà đi vòng vòng ngoài đường. Nhìn quý vị là thấy thảm quá. Nghe không? Tiếc đói mỗi ngày sống phải có nụ cười. Vì niệm Phật là niệm an lạc, là phải có nụ cười nghe quý vị. Còn chuyện gì nó đến với mình nó sẽ đến. Muốn chặn chặn cũng không được. Phước đến nó sẽ đến, chặn phước cũng không được. Nên từ nó đã đại để cho cuộc đời này, nó tự nhiên nó sẽ đến. Mỗi ngày chúng ta hãy quân tập niệm Phật đi quý vị. Phát cái tâm niệm Phật quân tập mạnh lên. Thấy không? Không có bồ dặn hay để trong tâm nữa nghe. Các bạn xem. Các chị. Hiểu không? Các chị bây giờ không có buồn nữa. Dù bây giờ nhà đang giàu mà tự nhiên sát nghiệp cũng niệm Phật nữa. Còn có vật hiệu là cái sự nghiệp lớn nhất trong cuộc đời. Nhà giàu thiệt giàu mà không niệm Phật thì bị cuối cùng bị sẽ thấy à. Thấy không? Nên từ nó có niệm Phật là đại sự nghiệp trong cuộc đời. Nên các chị đừng có buồn nữa nghe các chị. Nha. Các anh cũng đừng buồn nữa nghe các anh. Bây giờ mình là cư sĩ, mình xin chị em bình thường thôi. Các sư huynh, sư muội, sư tỷ. Đừng buồn đi. Thiệt đó có buồn đi nghe quý vị. Nha. Đừng có thất vọng. Nha. Nhớ kỹ cái câu mà gọi là phá sản lớn nhất của đời người là gì? Tuyệt vọng. Tuyệt vọng là thấy mình không còn đường hướng. Niệm Phật là có phương hướng rồi, lo gì? Cứ quyết tâm niệm Phật đi quý vị. Hiểu không? An vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Có câu vật hiệu là có niềm vui. Nhớ nghe. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.